Xin chào các em. Bữa nay chúng ta đến với bài học mỗi ngày học vật lý cùng thầy NBT. Hãy like, comment, ủng hộ kênh bằng cách subscribe, bấm nút chuông để xem nhiều đoạn video clip hơn. Bữa nay thầy sẽ giải đáp một bài tập liên quan tới giao thoa sóng trên mặt nước. Chúng ta có cái hình vẽ. Câu A là tìm biên độ sóng tổng hợp tại M theo hình. Thì chúng ta nhìn lên cái hình thì ta thấy M đang nằm trên cái nét liền là cực đại nha, nằm trên cái nét liền. Số 1 là thấy không? Nằm trên nét liền là cực đại. Thì lúc này chúng ta sẽ có công thức cực đại A bằng A1 cộng A2. Thì chúng ta nhìn lên cái đồ thị, cái phương trình U1 bằng U2 bằng 4 cos 50 BT. Vậy 4 này chính là biên nè. A1 bằng 4, A2 cũng bằng 4. Omega là 50 pi. Thì chúng ta ráp vô. 4 cộng 4 bằng 8, đơn vị là mm, nhìn vô cái đuôi phương trình ha, là đơn vị của thằng biên. Là chúng ta đã xong câu A. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu B. Người ta cho MS1 là 30 cm, MS2 là 20 cm, tìm tốc độ. Chúng ta biết M nằm trên cực đại thứ 1 hay còn gọi là số 1. Thì lúc này M là cực đại, chúng ta sẽ có công thức hai cái D trừ nhau. D1 trừ D2 bằng K nhân lambda. Lambda chính là V chia F. K là bằng 1. Chúng ta sẽ ráp vô. 30, 30 là gì? 30 là cái đoạn MS1. MS1 người ta cho là 30, MS2 là 20, ráp vô trừ 20, K là bằng 1, V đang tìm, F thì bằng omega là 50 pi chia cho 2 pi, F bằng omega chia cho 2 pi. Từ đây chúng ta sẽ bấm máy tính ra được V, chúng ta bấm máy tính ra được vận tốc là 250 cm trên giây. Đơn vị xăng là do M1, M2. Là chúng ta đã xong câu B. Rồi, chúng ta tiếp tục đọc đề, chúng ta sẽ qua câu C. Người ta sẽ cho một cái đường tròn, tâm là Y, bán kính là R, cắt các đường cực đại giao thoa với biên độ cực đại. Ta thấy trên đường tròn có 8 điểm dao động với biên độ cực đại. Cuối cùng đề kêu tìm bán kính. Thì bước 1 chúng ta phải vẽ hình. S1, S2 là hai nguồn. Một cái vòng tròn, được chưa? Y là tâm. Đây, tâm đây. Thì ở giữa cái đường liền này là cực đại, là đường trung trực nè, đi qua trung điểm và vuông góc. Nó là cực đại số 0. Được chưa? Thì nó cắt trên cái đường tròn này là hai điểm. Mà yêu cầu là 8 điểm. Bây giờ chúng ta có hai điểm rồi. Chúng ta tiếp tục chúng ta vẽ. Thì chúng ta vẽ cực đại số 1. Chúng ta kẻ cực đại số 1 bên trái và cực đại số 1 bên phải. Thì mỗi cái cực đại về cắt trên cái đường tròn là 2 điểm. 2 2 2 cái giữa nữa là tổng cộng chúng ta có 6 điểm rồi. Chúng ta nhìn kỹ là hang ở trên chúng ta có 3 điểm cực đại nè. Ở dưới chúng ta có 3 điểm cực đại, là chúng ta tổng cộng là 6. Mà yêu cầu là 8 điểm cực đại, 8 điểm cực dao động biên độ cực đại này, thấy không? 8 điểm cực đại thì chúng ta thiếu 2, vậy mỗi bên phải một một. Vậy chúng ta vẽ cái cực đại ở bên phải và cực đại bên bên trái vô. Đây, cực đại bên phải là một điểm đây, cực đại bên trái là một điểm đây. Chúng ta đếm trên cái vòng tròn ha. Tổng cộng là chúng ta có 8 điểm. Vậy rõ ràng trên hình phải có hai cái cực đại bên phải và hai cái cực đại bên bên trái. Rồi, bây giờ ta nhớ là hai cái cực đại cách nhau là lambda chia 2. Đây, lambda chia 2, lambda chia 2, lambda chia 2, lambda chia 2. Tổng cộng là chúng ta có từ cái vòng tròn này đường kính của nó là 4 lần lambda chia 2, đường kính nha. Vậy gom lại là 2 lambda. Từ đây chúng ta suy ra được bán kính bằng 1 lambda.
Rồi lambda chúng ta biết rồi, lambda bằng V chia F. V hồi nãy chúng ta tính là 250 chia F là 25 bằng 10 xăng. Rồi bài học của thầy đến đây là hết. Thầy xin chào các em. Mời đẹp, mời đẹp.